Xin chào tất cả anh em, rất vui được gặp lại anh em. Chúc anh em ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Thì anh em thấy đây là mấy cái con chim trĩ bảy màu ha. Trĩ bảy màu xanh nè. Anh em nào nuôi chim trĩ bảy màu hoặc là chim công, gà cảnh nào đó, thì mình nhớ phòng bệnh cho nó ha. Cái việc phòng bệnh nó rất quan trọng nha anh em. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với anh em những cái cách để mình phòng cái bệnh cầu trùng cho nó ha. Con chim trĩ hoặc là con chim công anh em nuôi á, nhớ mình phòng bệnh cho nó ha, bệnh cầu trùng đó. Nếu anh em không có để ý á, để nó bệnh rồi rất là khó chữa trị nha anh em. Cái bệnh cầu trùng là sao anh em? Cái bệnh cầu trùng á là cái con chim của mình á, nó một khi nó đã bị nhiễm bệnh thì nó sẽ đi cầu, đi phân sáp nha nè, phân sáp. Nếu anh em không để ý, để lâu ngày thì nó sẽ chuyển qua, nó đi phân sáp có máu thì nó chim mình lúc đó nó đã nặng nha, mình chữa trị rất là khó, nên cái việc phòng bệnh nó rất quan trọng. Phân sáp thì nó cũng có nhiều dạng lắm nè, không phải là nó bị cầu trùng là nó đi phân sáp. Thỉnh thoảng nhiều khi anh em cho nó ăn sâu hoặc dế nhiều quá, nó dư đạm thì nó cũng đi phân sáp nha. Nó đi phân sáp vài bữa sau nó hết. Nếu mà cái con nào mà nó bị bệnh thì nó sẽ đi phân sáp thường xuyên, đi phân sáp kéo dài để con nó bị cầu trùng. Anh em mà không chú ý thì cái con chim mà nó sẽ bị ốm, nó gầy ốm, anh em bắt lên nó vẫn ăn uống bình thường nhưng mà nó bị ốm. Cái con chim mình nó đi phân nặng quá, nó đi phân ra máu thì nó sẽ bị cái đường ruột nó bị tổn thương, nó sẽ bị dạng mất máu ở trong cái đường ruột anh em. Nó đi lâu ngày ở phân nó ra con lẫn máu trong, thì để lâu ngày mình không phát hiện, mình không có chữa trị kịp thời thì nó dẫn đến là chim gà mình nuôi nó bị hao hụt nha anh em. Rồi đây mình cũng chia sẻ với anh em là cái thuốc mà mình hay phòng bệnh cho mấy con chim trĩ chim công nhà mình nè. Này là đặc trị cầu trùng phân sáp phân có máu nha anh em. Thuốc này thì anh em cứ pha vào nước cho nó uống nha. Cái này là dạng kháng sinh, anh em pha vào nước cho nó uống nha. Để mà phòng bệnh thì anh em cứ cho nó uống trong vòng 2 ngày liên tục nha. Rồi sau đó anh em ngưng, sau đó khi mà mình nuôi nó khoảng 2 tháng nữa mình mới phòng lại một lần nữa ha. Cái này cả dạng kháng sinh, nếu anh em cho nó uống hàng ngày thì không có tốt đâu nha. Hàng ngày thì mình cho nó uống cái loại mà vitamin đó nè, vitamin C gì nè. Hàng ngày anh em có thể bổ sung cái này cho nó uống là nó tăng cái sức đề kháng nha. Còn mình phòng cái bệnh cầu trùng đó thì anh em chỉ nên cho nó uống cái loại này, pha vào nước cho nó uống 1 gram 1 lít nước nha anh em. Cho nó uống 2 ngày liên tục. Còn nếu mà cái con nào bị bệnh á thì anh em có thể tăng liều lên, cho nó uống 3-4 ngày liên tục. Sau đó anh em ngưng ha. Nếu mà khoảng 1 tuần lễ sau anh em thấy nó còn đi cái phân sáp thì anh em nhắc lại cho mình khoảng 2-3 ngày, cho nó uống liên tục 2-3 ngày nữa rồi anh em ngưng ha. Mình không nên cho nó uống nhiều. Tại vì cái này kháng sinh anh em cho nó uống nhiều quá thì nó dễ bị gan thận, ảnh hưởng gan thận của cái con chim gà cảnh mình á. Anh em chú ý nha. Cái này là mình chỉ sử dụng phòng ngừa thì anh em cứ sử dụng 2 ngày, cho nó uống 2 ngày liên tục. Còn nếu mà trị thì anh em cho nó uống tăng liều lên 3-4 ngày liên tục, sau đó anh em ngưng ha. Rồi khoảng 1 tuần sau nếu mà cái con chim con gà của mình nó vẫn còn đi phân sáp thì anh em nhắc lại cho nó khoảng 2-3 ngày, cho đúng 2-3 ngày liên tục, sau đó anh em ngưng ha. Rồi khi mình nuôi á, mình phải phòng cầu trùng cho nó ha. Phòng cầu trùng cho nó là anh em nuôi cách 2 tháng thì anh em phòng lại một lần. Trong suốt quá trình nuôi á, thì cái con chim trĩ hoặc chim công của mình nó mới khỏe mạnh được. Rồi mình cũng xin nhắc lại với anh em là khi mà mình phòng cái bệnh cầu trùng đó thì anh em nên phòng cho cái con chim gà của mình khoảng
được một tháng mấy, hai tháng trở lên nha anh em. Anh em không nên cho mấy con nhỏ một hai tuần lễ uống phòng là nó không tốt, tại vì cái con chim đời cảnh của mình nó còn nhỏ, cái đường ruột của nó còn yếu nha anh em. Nếu mà anh em vô kháng sinh, phòng kháng sinh cho nó nè, như cái loại này nó còn nhỏ quá, anh em cho nó uống sớm quá thì nó cái đường ruột của nó sẽ bị ảnh hưởng nha, tiêu hóa nó không có tốt. Tại khi mình cho nó uống kháng sinh đó, thì nó dễ ảnh hưởng đến cái gan thận của nó nữa anh em. Nên mình chú ý ha, mình chỉ nên phòng ngừa bệnh cho những con chim trĩ hoặc là con chim công nào cỡ một tháng mấy đến hai tháng tuổi trở lên mình mới phòng ngừa nha. Đó thì mình cũng chia sẻ với anh em để anh em biết cách mình phòng bệnh cho cái con chim mình. Cái việc phòng bệnh nó rất quan trọng nên anh em chú ý nha. Mình ở đây mình ưu tiên cái việc phòng bệnh hơn chữa bệnh nha. Tại vì anh em biết nếu mà cái con chim gà của mình nó bị bệnh rồi thì mình có dùng nhiều thuốc đi nữa nó cũng rất là khó hồi phục, nó khó hết. Nên anh em phòng bệnh như nó cứ hai tháng thì anh em cứ cho nó uống phòng cầu trùng một lần. Sổ dung đó, cái sổ dung nó cũng quan trọng đó, anh em cứ hai ba tháng anh em sổ dung cho nó một lần. Rồi anh em vệ sinh cái chuồng trại nha, chú ý vệ sinh chuồng trại cho sạch sẽ. Anh em có thời gian rảnh thì anh em ra anh em vệ sinh chuồng cho nó, cứ hai ba ngày anh em quét vệ sinh chuồng cho nó một lần thì nó chim mình cái chuồng nuôi, khu nuôi của mình nó sạch sẽ, nó hạn chế được cái bệnh nha anh em. Chứ nếu mình em nuôi mà cứ bận việc thời gian đi làm này kia không chú ý, cái khu chuồng nuôi mình nó bị dơ quá, cái phân nó tích tụ lâu ngày nó sẽ gây ra cái mầm bệnh, nó ảnh hưởng đến con chim gà mình nè. Đó thì nãy giờ mình cũng chia sẻ với anh em những cái cách phòng bệnh ha, cũng như cách cho nó uống thuốc. Rồi mình cũng nhắc lại luôn, thì cái thuốc anh em cho nó uống nha, anh em chỉ nên cho nó uống trong ngày nha, mình pha đủ cái liều lượng nước cho nó uống trong ngày thôi. Qua ngày mình cho nó uống từ sáng tới chiều ha, nếu nó uống không hết thì anh em nên bỏ đi nha, qua ngày sau mình mới pha cái thuốc khác cho nó uống. Không nên để bữa nay qua ngày mai anh em cho nó uống là không tốt nha. Tại vì lúc đó thuốc nó mất cái tác dụng nè, nhưng cho anh em cho uống vậy nó không có hay, mà nó ảnh hưởng tới cái con chim của mình. Nếu anh em nào thấy video mình chia sẻ hữu ích thì chia sẻ cho nhiều anh em biết ha. Rồi mình cũng xin cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em ngày mới thật là nhiều niềm vui. Xin chào anh em.